Ngày 11 tháng 2, 3 người Trung Quốc được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đã được ra viện sau khi xác định không nhiễm virus corona. Sau quá trình theo dõi cách ly, sức khỏe của 3 người Trung Quốc đều ổn định, không có biểu hiện ho sốt. Đến ngày 11 tháng 2, đủ 14 ngày kể từ ngày 3 người Trung Quốc này nhập cảnh vào Việt Nam. 3 người Trung Quốc đã được xuất viện, có thể trở lại sinh hoạt làm việc bình thường tại cộng đồng. Thông tin từ Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, người Trung Quốc cách ly tại đây cũng đang có sức khỏe tốt.